khoảng thời gian đấy là một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn và thực sự là stress và áp lực, bởi vì không những bị chửi mà bị chửi rất nhiều ở trên TikTok cũng như các nền tảng khác. Theo mình thì đấy là lỗi sai của mình. Đúng. Và mình cũng chấp nhận được cái lỗi sai đấy và mình đã cố gắng làm sao mà mình đối diện với nó, mình vượt qua nó và mình đang hoàn thiện bản thân mình càng ngày càng tốt lên. Bởi vì là trong cuộc đời không ai mà không mắc phải lỗi sai cả, cho nên là mình đã từng có một suy nghĩ rằng là nghỉ TikTok, nghỉ làm TikTok ấy. Nhưng mà sau khi được sự động viên của gia đình, bạn bè cũng như là người sếp, người anh của mình thì có nói với mình một câu là có áp lực mới tạo nên kim cương, nên là mình sai ở chỗ nào mình sửa chỗ đấy. Cho mình gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi đến các bạn. Và bây giờ bản thân mình cũng đang cố gắng nỗ lực để thay đổi từng ngày. Mình không hứa là mình sẽ thay đổi một cách hoàn toàn trong một thời gian ngắn được, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ nỗ lực hết mình. Mình thì không biết các bạn nghĩ mình như thế nào, nhưng bây giờ mình cảm thấy bản thân mình đã khác trước cũng khá là nhiều. Ngày trước thì mình rất là bồng bột và để cảm xúc chi phối lý trí của mình rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì mình làm cái gì mình cũng phải suy nghĩ trước. Và mình rất biết ơn những người ở bên cạnh mình, những đồng đội của mình trong tập thể ACV này đã luôn đồng hành cùng mình, giúp đỡ mình. Và đặc biệt là mình rất cảm ơn tất cả các bạn khán giả, bởi vì có các bạn thì mới có Tân Hạc ngày hôm nay. Từ một Tân Hạc trẻ con, nông nỗi bồng bột trở thành một Tân Hạc biết suy nghĩ hơn, biết lắng nghe hơn, biết chia sẻ và trở thành một Tân Hạc ngày càng hoàn thiện bản thân tốt hơn. Nice.